Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngày 3 tháng 2, thay mặt Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương cảm ơn sự nỗ lực của tất cả các đội ngũ tham gia chống dịch, đặc biệt là đội ngũ thầy thuốc, công an, quân đội, nhân dân trong vùng dịch. Chúng ta đã chạy đua với thời gian, từng giờ, từng phút. Nhờ nỗ lực đó, đến thời điểm hiện nay, theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn và địa phương, ổ dịch ở Vân Đồn đã kiểm soát được, ổ dịch ở Chí Linh đã khoanh vùng được và kiểm soát tốt. Ở Hà Nội đã làm rất tích cực, rất sớm, bài bản, nên về cơ bản, hơn 17.000 mẫu cần xét nghiệm của những người về từ vùng dịch thành phố Chí Linh, Hải Dương cơ bản hoàn thành. Vì vậy, đã cơ bản kiểm soát được nguồn từ ổ dịch Chí Linh, Phó Thủ tướng nói. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta vẫn phải chạy đua với thời gian để bà con nhân dân cả nước ngoài vùng dịch và kể cả trong vùng dịch sớm yên tâm sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị đón Tết. Đón Tết của bà con nhân dân không chỉ là tình cảm, sự yên vui, mà Tết còn là dịp để nhiều người có thêm những thu nhập, bù lại khó khăn trong cả năm qua, trong điều kiện bình thường mới. Muốn vậy, chúng ta phải thần tốc hơn nữa, rút ngắn thời gian bắt kịp dịch. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải làm tốt công tác cách ly và đã cách ly là phải an toàn. Thực tế vừa qua, những ngày đầu trong các khu cách ly rất khổ, vất vả và tiềm ẩn không ít rủi ro. Lực lượng quân đội tiếp tục tăng cường, sẵn sàng cho các địa phương khác trong tổ chức cách ly tập trung. Bên cạnh đó, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội qua thực tiễn cách ly trong trường học, những địa điểm công cộng trong xã, thôn thì cần mạnh dạn nghiên cứu các mô hình cách ly tập trung quy mô nhỏ hơn. Vừa qua các đồng chí đã đề ra mô hình phong tỏa trong phong tỏa, thì trong cách ly tập trung cũng cần mạnh dạn làm thử ở một số điểm trên tinh thần gọn, nhỏ, an toàn, Phó Thủ tướng gợi mở. Đối với những địa phương đang phong tỏa, Phó Thủ tướng lưu ý để lo cho người dân ở nơi đó và bà con ở những nơi khác trong tương lai, thì cần hết sức chú ý. Mục đích của việc phong tỏa là kiểm soát được người đi ra ngoài, nhưng bên trong cũng phải kiểm soát nếu không rất nguy hiểm. Phong tỏa cố gắng ở quy mô nhỏ nhất có thể. Chúng ta đã có mô hình phong tỏa trong phong tỏa, xã trong thành phố. Cần tiếp tục rút kinh nghiệm làm nhỏ hơn nữa như phong tỏa thôn trong xã, cụm dân cư trong thôn hay phong tỏa có thời hạn linh hoạt để điều tra dịch tễ. Đối với công tác xét nghiệm, ông Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế rà soát và sẵn sàng lực lượng trang thiết bị sinh phẩm để chi viện cho từng khu vực, cùng với đó cho xét nghiệm cộng đồng rộng ở một số nơi. Nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, Phó Thủ tướng nêu rõ chúng ta muốn an toàn trong trạng thái bình thường mới thì phải sẵn sàng, và một trong những biện pháp sẵn sàng là phải khai báo y tế. Các doanh nghiệp cung cấp mạng viễn thông sẽ nhắn tin cho các thuê bao đi từ vùng dịch ra yêu cầu phải khai báo y tế. Trường hợp nào cố tình không khai báo y tế sau khi đã có khuyến cáo sẽ bị từ chối dịch vụ. Nhấn mạnh giải pháp đeo khẩu trang là an toàn, Phó Thủ tướng đề nghị tất cả các địa phương phải quyết liệt xử phạt nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang khi đi ra nơi công cộng. Các địa phương phải tăng cường đôn đốc kiểm tra, bảo đảm tất cả các cơ sở y tế, trường học, nơi lưu trú, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, phương tiện giao thông công cộng, xe khách liên tỉnh. Đặc biệt những nơi bán hàng Tết, chợ hoa Tết phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, tự đánh giá định kỳ và cập nhật lên bản đồ chống dịch.